Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 14 tháng 9 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ hãy bước vào chi tiết bản tin. Trung vệ đang thi đấu tại Australia được triệu tập lên đội tuyển U17 Việt Nam. Trong danh sách 28 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo đề xuất triệu tập để chuẩn bị tham dự vòng loại U17 châu Á 2024, có sự xuất hiện của cánh chim lạ đáng chú ý mang tên Maxwell James Pettibone, cầu thủ đang thi đấu tại Australia. Maxwell James Pettibone sinh năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, có quốc tịch Việt Nam và hiện tại đang sống cùng bố mẹ ở Australia. Maxwell bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình tại các đội trẻ địa phương ở bang Queensland, Australia, trước khi gia nhập đội trẻ Gold Coast Knights, một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại giải National Premier League Queensland, giải đấu cao nhất của bang Queensland và là một phần của giải vô địch quốc gia Australia. Cầu thủ cao 1m84 này chơi ở vị trí trung vệ, được đánh giá có khả năng kiểm soát bóng tốt và có sự sáng tạo trong lối chơi. Tuy nhiên, do là cầu thủ trẻ nên thông tin về Maxwell vẫn còn hạn chế. Đó cũng là lý do vì sao huấn luyện viên Cristiano Ronaldo muốn trực tiếp kiểm tra, đánh giá năng lực của cầu thủ này trong đợt tập trung sắp tới, trước khi đưa ra quyết định về lực lượng của đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Bên cạnh sự góp mặt đáng chú ý của Maxwell James Pettibone, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng trao cơ hội cho một số tân binh như thủ môn Phan Đình Bách của PVF, tiền vệ Nguyễn Lê Quang Khôi của Bà Rịa Vũng Tàu và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của Hà Nội. Các cầu thủ còn lại đều là những cái tên đã tham dự đợt tập huấn vừa qua, cũng như tham gia thi đấu tại giải bóng đá quốc tế Peace Cup 2024 diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ở giải đấu này, mặc dù thi đấu không tốt khi để thua chủ nhà 0-4, nhưng đội tuyển U16 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng ở hai trận đấu còn lại, xuất sắc giành chiến thắng 3-0 trước U16 Uzbekistan và 1-0 trước U16 Nhật Bản, có đó giành vị trí Á quân Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024, sau đó sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn và thi đấu cọ sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024. Ngày 10 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Nhằm tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho đội tuyển U17 Việt Nam cạnh tranh suất vé dự vòng chung kết đấu trường châu lục và được sự tín nhiệm của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định đăng cai tổ chức bảng đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025. Cụ thể, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ nhà của bảng Y, diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ lần lượt tiếp đón các đối thủ là U17 Kyrgyzstan vào ngày 23 tháng 10, U17 Myanmar vào ngày 25 tháng 10 và U17 Yemen vào ngày 27 tháng 10. Sông Lam Nghệ An khiếu nại vụ gian lận tuổi ở đội U11. Ngày 13 tháng 9, lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết đã gửi đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật số 624 QĐLDBDVN ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với đội U11 Sông Lam Nghệ An liên quan đến nghi vấn gian lận tuổi. Phía Sông Lam Nghệ An cho rằng Ban Kỷ luật VFF đã có quyết định phiến diện, thiếu khách quan, thiếu dân chủ khi không cho đội bóng được tường trình. Trong văn bản này, Sông Lam Nghệ An cũng nêu 3 điểm bất hợp lý trong quyết định của VFF. Thứ nhất, theo quy định tại Điều 88 về trình tự xử lý kỷ luật tại quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi và bổ sung năm 2023, Ban Kỷ luật có quyền hỏi trực tiếp các bên có liên quan đến vụ việc, gồm bên đề nghị, bên bị xem xét kỷ luật và các bên có liên quan khác, yêu cầu các bên xuất trình và cung cấp những tài liệu cần thiết có liên quan. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, trưởng Ban Kỷ luật có thể phân công thành viên của Ban điều tra thu thập thông tin, gặp các bên và những người liên quan để xem xét vụ việc. Tuy nhiên trong sự việc lần này, VFF không liên hệ làm việc với Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ khẳng định chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc cầu thủ của đội có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc đúng hay sai. Vì thế, không rõ VFF dựa trên cơ sở nào để kết luận. Thứ hai, về quy định của điều lệ giải, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng căn cứ quy định mục 6 của điều lệ giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestle Milo 2024 ban hành theo quyết định số 233 QĐLDBDV ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có yêu cầu các đội tham dự giải nộp đầy đủ hồ sơ từng cầu thủ bao gồm bản photo giấy khai sinh từ bản chính có chứng thực, sơ yếu lý lịch có dán ảnh cầu thủ, đóng dấu và các xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền,
bản thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy xác nhận học sinh có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường nơi cầu thủ đang theo học, giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện, có hiệu lực trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm kết thúc giải đấu. Đội bóng này đã thực hiện đầy đủ. Thứ ba, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định giấy tờ do gia đình em BVB nộp là đầy đủ và do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong công văn cũng ghi rõ, đội dựa trên các giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cầu thủ được cung cấp hợp pháp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để cung cấp cho ban tổ chức và đăng ký cầu thủ thi đấu. Đội không có quyền can thiệp và không có chức năng, nghiệp vụ xác minh về các giấy tờ pháp lý, đời tư của cầu thủ. Kết luận, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị xem xét thu hồi và hủy bỏ quyết định về việc kỷ luật đội U1 Sông Lam Nghệ An của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Kia Tisak làm điều ý nghĩa, hướng về bà con vùng lũ tại Việt Nam. Huấn luyện viên Kia Tisak dù đang ở Thái Lan nhưng đã có hành động đẹp, chung tay ủng hộ giúp đỡ người dân Việt Nam bị thiệt hại do bão lũ. Những ngày qua, rất nhiều người dân khu vực phía Bắc đang phải gồng mình chống chọi với hậu quả của bão lũ. Các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên đang bị thiệt hại nặng nề. Nhiều vùng bị chia cắt do nước lũ lên cao, nhấn chìm nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân. Trước tình hình này, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ. Từ Thái Lan xa xôi, huấn luyện viên Kia Tisak, người có nhiều năm sinh sống và coi mảnh đất hình chữ S là quê hương thứ hai, đã đăng tải dòng trạng thái xúc động. Đồng thời, có một phần nhỏ vào quỹ khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin gửi lời động viên đến những người bạn Việt Nam của tôi. Tôi có thể giúp đỡ một phần nhỏ bé. Mong mọi người luôn được bình an. Hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội đến thăm Hà Nội trong tương lai, huấn luyện viên Kia Tisak viết. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đăng tải những lời chia sẻ tới những người dân gặp khó khăn. Tôi xin được gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình đã phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi trong thời gian vừa qua. Tôi được biết, hiện nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan và rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhưng tôi hiểu rằng người Việt Nam mạnh mẽ và đoàn kết như thế nào. Các bạn chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khốc liệt này. Từ Hàn Quốc, tôi vẫn đang theo dõi mọi người tại Việt Nam và mong rằng các bạn sẽ được bình an. Cũng vào hôm qua, vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục ủng hộ thêm 250 triệu đồng cho công tác khắc phục hậu quả sau bão. Tổng cộng, chàng tiền vệ này đã ủng hộ 500 triệu đồng. Nhận định bóng đá trận đấu Hà Nội gặp Bình Định, vòng 1 V-League 2024-2025. Hà Nội bước vào V-League 2024-2025 với mục tiêu vô địch bất chấp gặp muôn vàn khó khăn vì lực lượng. Đội bóng của Bầu Hiển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội bóng này có một số thay đổi về nội binh nhưng về cơ bản, Hà Nội vẫn giữ được bộ khung ở mùa giải vừa qua. Những Duy Mạnh, Thành Trung, Hùng Dũng hay Tuấn Hải vẫn hiện hữu trong đội hình. Bên kia chiến tuyến, Bình Định đã có sự biến động mạnh về nhân sự. Những cầu thủ đưa Bình Định cán đích ở vị trí thứ nhì mùa trước đã có biến đỗ mới. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chỉ còn lại những cầu thủ ít tiếng tăm. Những cầu thủ mới đến như Xuân Quyết, Xuân Hưng cũng chỉ ở dạng tiềm năng. Xét về chất lượng đội hình, Hà Nội trên cơ hoàn toàn so với Bình Định. Họ cũng sở hữu bề dày thành tích với 6 lần lên ngôi, trong khi thành tích tốt nhất của đội bóng đất võ là Á quân. Về tài chính, Hà Nội có sự ổn định tốt hơn so với Bình Định. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ, bởi đây là mùa giải đầu tiên huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thực sự dẫn dắt đại diện thủ đô ở V-League. Hà Nội mùa này cũng thay mới 3 ngoại binh, khi cả 3 cầu thủ ngoại đều lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Nếu huấn luyện viên trưởng và các ngoại binh thể hiện được tốt trong trận khai màn, Hà Nội sẽ là đối thủ đáng gờm. Cũng như nhiều đội bóng khác, thành tích của một đội bóng phụ thuộc vào lực lượng lính đánh thuê. Không thể phủ nhận rằng, Bình Định làm nên bất ngờ mùa giải vừa qua nhờ năng lực tốt của bộ ba ngoại binh Malon, Alan và Arthur. Nhưng bây giờ, họ đã ra đi và được thay thế bằng một nguồn mới. Cũng như Hà Nội, Bình Định đang hồi hộp chờ đợi màn trình diễn của bộ ba, gồm trung vệ Agen Salazar và hai tiền đạo Agolo Mobek và Anves Alisson. Nếu ba tân binh này thể hiện được tố chất như ba gương mặt cũ trước một ứng cử viên vô địch như Hà Nội, Bình Định không phải quá lo lắng cho mục tiêu trụ hạng ở V-League 2024-2025. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ.